mình trở thành những thứ công việc gì, và hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau khám phá coi là trong cái ba lô của kia nó sẽ có những gì trong đó. Thì thường thường mới lúc mà đi học có thì mình sẽ chỉ có cặp sách xong rồi cái dụng hơn hay là nói chung những thứ linh tinh mà cần thiết cho những ngày học mình thôi. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn hiện tại mình thì mình ở nội trú thôi, mình phải về nhà, cho nên là những ngày này mình sẽ đem hơn nhiều thứ một tí. Những cái thứ đầu tiên nhưng mà thường thường mình sẽ đem theo á, mình rất là phân vân những cái thứ này có nên đem theo không, mình chắc là mình sẽ đem theo nhưng mà mình vẫn có một đêm ở nhà, nhưng mà mình vẫn luôn chưa thu được cái chai thì nó lọt chí thế, cho nên là mình chỉ thu được cái này đó, chỉ thu được và cái này là mình đem anh cái này là sữa rửa mặt đúng không, bởi vì